Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày mùng 1 tháng 7 năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Ủy ban Liên Hợp Quốc Hồng Kông nên bỏ luật an ninh quốc gia do Trung Cộng áp đặt. Đức không chấp nhận hộ chiếu mới xanh tím than của Việt Nam vì thiếu nơi sinh. Ba người Việt ra tòa tại Nigeria vì buôn bán ngà voi và vảy TT. Chính dự án của FLC tại Quảng Ngãi không có hồ sơ, dân mất tiền cọc và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế, nên bãi bỏ luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Trung Cộng áp đặt tại Hồng Kông. Các chuyên gia trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tuyên bố vào ngày 27 tháng 7, giữa những lo ngại rằng luật này đang được dùng để đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến tại Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh. Các quan chức Tàu Cộng và Hồng Kông nhiều lần nói rằng luật do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2020 là rất quan trọng để khôi phục sự ổn định sau khi Hồng Kông bị rung chuyển trong nhiều tháng bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ và chống Trung Cộng, đôi khi trở nên bạo động vào năm 2019. Ủy ban truyền theo dõi việc thực hiện Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR của các nước thành viên đã công bố các phát hiện của mình về Hồng Kông sau cuộc duyệt xét định kỳ. Đặc khu hành chính Hồng Kông là một bên ký kết ICCPR, nhưng Trung Cộng thì không. Đây là các khuyến nghị đầu tiên của cơ quan chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2020. Các thành viên của Ủy ban nói họ hy vọng luật có thể được sửa đổi để tốt hơn, với những chỉ dấu từ chính quyền Hồng Kông rằng họ đang xem xét luật an ninh quốc gia mới. Ủy ban cho biết thêm, kể từ khi ban hành vào năm 2020, luật mới dẫn đến việc bắt giữ hơn 200 người, trong đó có 12 trẻ em. Hồng Kông trở lại dưới sự cai trị của Tàu Cộng vào năm 1997, với sự đảm bảo mức độ tự trị cao bao gồm quyền tự do ngôn luận theo công thức một quốc gia hai hệ thống. Những người chỉ trích nói rằng quyền tự trị tại Hồng Kông đang bị xói mòn nhanh chóng. Trong khi đó, thì Phái bộ Ngoại giao Đức ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 thông báo chưa chấp thuận mẫu hộ chiếu mới có bìa màu xanh tím than của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến việc đi Đức của nhiều người Việt. Thông báo trên các trang web và trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và Tổng lãnh sứ quán Đức ở Thanh Hồ viết rằng, kể từ bây giờ, cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực và hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng P. Hai cơ quan đại diện ngoại giao của Đức cho biết thêm, điều đó có nghĩa là nếu quý vị có quyền hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức. Về trường hợp những người có hộ chiếu Việt Nam mẫu mới và đã được cấp thị thực của Đức, Phái bộ Ngoại giao nước này khẩn thiết khuyên những người đó không nên đến Đức bởi vì có nguy cơ quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Phái bộ Đức cũng xin lỗi về sự bất tiện này và khẳng định nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết. Theo tìm hiểu của đài VOA, một công hàm của phía Đức gửi cho phía Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 và một thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức trong cùng ngày nói rằng những hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 tạm thời không được cấp công nhận ở Đức và vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó. Hai văn bản trên của phía Đức nói cụ thể hơn rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu, vì vậy gây khó khăn cho nhà chức trách Đức tại bộ phận xuất nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng ngay lập tức về động thái của Đức. Tiếp tục là tin quốc nội tại Việt Nam, tin tham nhũng. Chính dự án của tập đoàn FLC tại tỉnh Quảng Ngãi không hề có hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng của tỉnh này. Đây là phúc đáp vào ngày 27 tháng 7 mà Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi gửi cho Bộ Công an về đề nghị vào ngày 8 tháng 7 yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc triển khai các dự án do công ty cổ phần tập đoàn FLC là chủ đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Vào đầu tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi gọi tắt là Ban Quản lý cho biết, giai đoạn 2018-2019, Ban đã cấp chủ trương đầu tư 9 dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái cho FLC và 6 công ty đối tác. Trong đó có 4 dự án đô thị gồm Vạn Tường 1, Vạn Tường 4, Vạn Tường 7, Vạn Tường 8.
Các dự án này có tổng diện tích là trên 165 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 9.200 tỷ đồng. Trong số đó, dự án Vạn Tường 4 và Vạn Tường 7 đã chi trả được 60 tỷ đồng giải phóng mặt bằng nhưng chưa được triển khai xây dựng. Hai dự án còn lại chưa được triển khai do vướng quy hoạch đất quốc phòng. Đối với 5 dự án khu đô thị du lịch sinh thái có tổng diện tích trên 81 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký các dự án này trên 8.900 tỷ đồng. Đến nay, Sở Đầu tư mới chi trả bồi thường chưa đến 700 triệu đồng. Riêng dự án khu đô thị du lịch sinh thái FAC Quảng Ngãi chưa triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo ban quản lý chính dự án, cái FAC và các đối tác đều chưa được triển khai xây dựng do việc bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch cúm tàu. Hiện có 2 trong số 6 nhà đầu tư đối tác với FAC đã bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, các dự án cái FAC và các đối tác thuộc trường hợp phải thu hồi để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhiều người dân tại Quảng Ngãi nộp tiền mua nhà thuộc dự án của FLC lâu nay gửi đơn đến cơ quan công an yêu cầu can thiệp để tập đoàn này trả lại tiền do không tiến hành dự án. Vào ngày 23 tháng 7, tỉnh Gia Lai cũng có quyết định thu hồi 4 dự án của FLC tại tỉnh Tây Nguyên này. Hiện cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang bị tạm giam với cáo buộc có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, thì 3 người Việt ra tòa tại Nigeria vì buôn bán ngà voi và vẫy TT. Bản tin chi tiết như sau. 3 người Việt ra tòa tại Nigeria vì buôn bán ngà voi và vẫy TT. Hải quan Malaysia trưng bày hiện vật là ngà voi bị bắt giữ trong một hộp báo ở cảng Klang vào ngày 18 tháng 7 sau vụ bắt giữ 6 tấn ngà voi, sừng tê giác, vẫy TT và răng nanh động vật vào ngày 10 tháng 7. Theo AFP, 3 người Việt Nam vừa ra tòa tại Lagos, Nigeria vào ngày 20 tháng 7 vừa qua với cáo buộc vận chuyển động vật hoang dã. CJ Africa, tổ chức bảo tồn có trụ sở ở Kenya hồi tuần trước cho biết, có tổng cộng 7 người ra tòa ở thành phố Lagos, Nigeria, bao gồm 3 người Việt, 2 người Nigeria, 1 người Guinea và 1 người Cameroon. Những người Việt có tên là Phan Viết Chí, Phan Hồng Quang, Dương Văn Ti. Những người này bị cáo buộc đã buôn bán động vật hoang dã trái phép trong vòng khoảng 4 năm qua và bị bắt vào tháng 5 và tháng 6 năm nay tại thành phố Lagos. CJ Africa cho rằng những người này có liên quan đến vụ Malaysia tịch thu 6 tấn ngà voi, sừng tê giác, nanh động vật và vẫy TT vào ngày 10 tháng 7 vừa qua tại cảng Klang. Phan Viết Chí trước đó cũng bị cơ quan điều tra môi trường EIA xác định là người đứng đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã trong một báo cáo của cơ quan này đưa ra hồi năm 2017. Theo CJ Africa, những người này hiện đều không nhận tội và xin được tại ngoại. Phiên tòa được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, theo Vietnam Plus, đại diện Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam WWF Việt Nam mới đây đã bày tỏ quan ngại về tình trạng mua bán các sản phẩm từ ngà voi phổ biến ở Việt Nam dù đã bị cấm. Quan ngại này được đưa ra sau khi Vietnam Plus có loạt bài điều tra nhức nhối nạn buôn bán ngà voi ở Tây Nguyên. Không xử nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng được đăng tải vào ngày 19 tháng 7. Theo loạt bài này, dù Việt Nam đã có đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác thực thi pháp luật kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ngà và các bộ phận dẫn xuất của voi. Thế nhưng thời gian qua, vấn nạn này vẫn diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau, từ lén lút đến công khai. Tiếp theo là tin thực phẩm độc hại. Một số lô hàng mì ăn liền từ Việt Nam gần đây đã bị cơ quan hải quan Đài Loan bắt giữ và tiêu hủy sau khi bị phát hiện có chứa hóa chất bị cấm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 7, tờ Focus Taiwan loan tin trên trong cùng ngày. Theo tin, các quan chức hải quan đã bắt giữ lô hàng do công ty bán lẻ Simple Mark nhập khẩu từ Việt Nam với tổng trọng lượng là 1.116 kg sau khi phát hiện dư lượng quá mức chất EO, một loại hóa chất bị cấm ở Đài Loan. Dư lượng EO được phát hiện trong một gói gia vị bên trong một gói mì hiệu Jinro Ramen Inro, một loại mì ăn liền có hương vị thịt bò kiểu Hàn Quốc, FDA cho biết. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, ba nước châu Âu là Đức, Ba Lan và Malta đã gửi cảnh báo và thu hồi các sản phẩm mì ăn liền có chứa hóa chất vượt quy định của EU từ các lô hàng mì ăn liền và bánh phở nhập khẩu của ba công ty Việt Nam. Cụ thể là Đức cảnh báo mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu vì chứa dư lượng EO vượt ngược quy định của EU. Ba Lan cảnh báo mì ăn liền vị gà của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Vifong và Malta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia. Qua đó, Ba Lan đã thu hồi sản phẩm vì cho rằng bánh phở khô của Nguyễn Gia được làm từ gạo biến đổi chim. Còn Malta đã trả lại lô hàng cho phía Việt Nam. Hôm 13 tháng 6, Liên minh châu Âu đã thông báo tiếp tục duy trì yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và giữ tần suất kiểm tra 20% đối với sản phẩm mì ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam.